Chiếc Buckle tương thích với boss pha là Zombie Buckle, một trong những chiếc Buckle tương thích xuất hiện từ đoạn đầu của phim. Tạo hình tương thích với boss pha với tông màu chủ đạo là tím, phần khung xương được điểm tô bằng màu cam của độc tố, kèm với đó là những chiếc gai cũng như móng nhọn thể hiện được độc tố này đang tuôn trào khắp cơ thể. Những mảnh gai nhìn giống như một cơ thể đang dần hóa thành zombie, mang sức mạnh của chúng. Cặp móng vuốt dài của boss pha cũng giúp anh tấn công, kèm với lượng độc tố kinh hoàng này nhưng thường không được sử dụng quá nhiều trong phim. Tất cả gì boss pha sử dụng trong hình dạng này chủ yếu đến từ Zombie Breaker, một chiếc cưa máy cầm tay với hình dạng dài như lưỡi kiếm, giúp anh nghiền nát cũng như cưa toạc tất cả những kẻ thù trước mặt của anh. Ngoài ra nó cũng hễ sạc lượng độc tố từ zombie để ra những đợt tấn công cực mạnh. Không nổi bật như Beast, Magnum cũng như Ninja, sức mạnh của anh hết sức cơ bản. Trong trạng thái zombie, boss pha được tăng cường khả năng chiến đấu, tạo ra nguồn sức mạnh khổng lồ từ bản thân cũng như kích hoạt được trạng thái thứ hai là Revolt, chuyển hóa phần giáp xuống phần chân bên dưới, không như Kiss gia tốc bản thân. Boss pha thường tận dụng phần chân này với cặp móng vuốt ra những cú chém vào người kẻ thù. Nếu Magnum cho Kiss khả năng thiện xạ, Ninja đem lại cho Tycoon những nhẫn thuật đến từ những ninja trong truyền thuyết, Beast Buckle của Nago, thứ sẽ giúp cho cô điều khiển được giai điệu, hồi phục cho đồng đội cũng như tạo những giai điệu âm thanh sấm sét và lửa. Vậy Buffa có gì ngoài sức mạnh từ lưỡi cưa cũng như một chút nọc độc từ zombie? Đó là khả năng tương thích của anh cùng với chiếc zombie Buckle, thứ giúp cho Miji Naga cho dù đã bị thất bại trong trò chơi Desire and Rit, bị loại bỏ khi anh đã thua cuộc, tan biến hoàn toàn. Nhưng với khả năng bất tử của zombie hòa trộn với cơ thể của bản thân, anh đã sống lại một lần nữa và tiếp tục tham gia Desire and Rit, giống như những thây ma sống vật vưởng ngoài dòng pháp luật. Đòn tất sát khi sử dụng với Desire Driver là Zombie Strike, anh sẽ tạo ra hai cặp móng vuốt khổng lồ nắm chặt lấy kẻ thù, vô hiệu hóa chuyển động của bọn chúng. Đòn tấn công sử dụng Zombie Breaker, anh sẽ sạc lượng năng lượng độc tố vào chiếc lưỡi cưa của mình, dán một nhát chém đầy lượng kích độc này về hướng của kẻ thù.